tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết sẽ giảm nhẹ giá xăng các loại trong khi giữ nguyên giá dầu trong phiên điều hành hôm nay, ngày 22 tháng 10. Cụ thể, từ 15 giờ chiều ngày 22 tháng 10, xăng E5 RON 92 giảm 224 đồng một lít. Như vậy, giá bán lẻ tối đa mặt hàng này là 20.682 đồng một lít. Trong khi đó, giá xăng RON 95-3 giảm 144 đồng một lít. Các loại dầu đều giữ nguyên giá. Dầu diesel 0,05S tối đa là 18.611 đồng một lít. Dầu hỏa tối đa 17.086 đồng một lít. Còn giá dầu mazut 180 CST 3,5S là 15.694 đồng một kg.